Cái này nó đẹp nhỉ, sáng xung. Đúng không? Cái này dày. Nó toàn toàn đo là nó toàn đo thân, như mấy anh em kia đo toàn đo cái bệ này, đo cái bệ này toàn bảo ba mấy cái gì đo, một gang đo đo ấy, nói chung là đo đo ngày xưa em đo cả cái củ này rồi đo cái bệ, nhưng bây giờ bọn cái thủy nó đo là nó đo là toàn đo thân, nó chỉ báo thân thôi. Nhiều anh nhớ anh em đo mẹ cái cả cái bệ này bảo ba mấy. Cái tức là cái loại này là sửa đây, ngày xưa nó là cái gốc bụi này, nó lấy một nhánh chính. Còn tại sao mà nó đo cái phần này này, đo phần này là phần đẹp đấy. Về nếu mà các bạn muốn ấy là các bạn chôn nó cao lên, trồng nó cao lên đây này, nấp đất lên đây này thì cái thân này nó đẹp này, thấy chưa. Còn bình thường người ta đo mấy cả cái các bạn mua cây các bạn không hiểu ấy, gọi như cái thủy nó bảo là anh bọn này tầm 15, nhưng có người thì người ta đo cái phần củ này nó bảo 30, cái chỗ này thì nó 16, nó phải tầm từ gần 30 thật đấy cái củ này đấy. Còn cái củ này nhá, về các bạn trồng là các bạn trồng cao lên như thế này này, nó nấp cái củ đi thì nó được cái thân như này. Còn bình thường đây như anh như này là anh trồng như này là đấy, chứ không thì phải trồng mất cái củ này này, cao hẳn lên đây này. Thì các bạn nhìn cái phần trồng cao lên thì cái thân nó đẹp không? Nó còn độ cái củ kia thì nhiều khi là người ta lại bảo là quái mấy cái đéo gì ấy, nhưng mà mình thấy nó xấu. Còn nếu mà như các bạn ấy như này. Còn cái việc cái bịch này thì nói chung là nếu mà bây giờ đào hố xong rồi để cây yên vị ở dưới xong rồi xé đi thì cũng được. Còn bình thường là nếu trồng nguyên cái này để còn ví dụ như có đánh xong rồi chuyển ra chỗ khác ấy. Còn cái bịch này thì khi mà trồng xuống đất sau một thời gian là nó cũng mục. Đấy, để lỗi như này thì nó để lâu hơn. Để có củ thì nhìn cái cây nó hầm hố. Không, có người thì người ta không thích. Mà phần đa ấy. Chào mọi người. Phần đa thì là anh em là chôn cao lên. Đa như anh Tuấn thì anh cũng chôn cao. Còn hoa hồng đây nó như thế này nè. Là chuẩn bị đến mùa. Cái hàng này hàng rẻ. Hàng này đang rẻ thì nói chung là như cái bài trước tôi có nói rồi. Cái thân này so với cái thân ở ngoài kia thì cái thân này nó không luột bằng, gọi là nuột. Đấy. Cái thân nó không luột bằng. Rồi tán thì nó không ấy bằng. Đấy, còn độ về độ to thì cái thân này to và lâu năm thì cái thân này nó cũng như cái hàng ở ngoài kia. Đấy, còn nói sơ qua cho các bạn những cái cây mà giá cả các thứ thì chứ còn như bây giờ như cái thủy là nó có kiến thức nó làm sao mà nó ấy được. Ra đợi tí để ra xem xem nào, với cả để nó like ấy, mình ra ngoài này để không lại ồn ào. Như cái hàng đào đấy nha. Hai cái giống này thì thực ra cái giống Sapa là cái dòng mà như mình ấy là nó dòng là dòng bán neo, cho nên nó to hơn. Còn hàng đào này nó cùng thời điểm trồng nhưng nó sẽ chậm hơn đấy, lại sắp đến mùa hoa hồng cổ rồi đấy. Còn giá của một cái cây thì nó dựa trên cái thân này này, thân nó thẳng nó luột. Đấy, như bọn này không tật không sẹo. Rồi, nếu mà như các bạn mà ấy cái loại kia phải trồng cao lên thì nó bớt cái ấy. Ra ngoài kia thì những cái cây nó thân nó đẹp. Đào cổ. Đấy, sắp đến mùa rồi. Bảo cái thủy ấy. Tôi bây giờ thực ra là cái vấn đề tôi nai như này. Hầu như là tôi cũng không nắm được giá đâu. Mấy cái thứ hai nữa là bớt biết các thứ gì. Phải làm việc với cái thủy. Tôi chỉ nói những cái vấn đề chung nhất. Còn thi thoảng cũng nói về các cái vấn đề riêng, nhưng mà không động đến các cái vấn đề riêng, giá cả rồi các thứ. Chỉ phân biệt cho các bạn xong rồi ấy cho các bạn thôi.
Ơ em tưởng là đánh rồi lại vẫn phải buộc à? Thì mà để giữ nguyên khung này. À lại còn giữ nguyên khung nữa à? Khung cho khách về khách được trồng thôi. Nhưng người ta không phải làm gì nữa. Cái này trồng là trăm thôi. Khung này là đã bị tung ra buộc lại đi thôi. Nhà người ta có điều kiện thì về nhìn toàn sặt nứa thế này người ta hại. Chính ra là bán cây thì rẻ, những ông nhiều tiền về ông ấy thuê mấy ông thợ hàn về còn quá cả tiền cây. Người ta có tiền ấy. Có tiền rồi thế là mỗi người nuôi nhau một tí. Còn cái vấn đề mà trồng cây mà cái bịch mấy cái bầu ấy, cái thời điểm vừa rồi toàn mấy ông giáo sư mấy tiến sĩ toàn gì ấy, gây tranh cãi. Nhưng bình thường như bọn tôi khoảng bao nhiêu năm, những cái bịch như thế này ấy, nếu mà trồng ở dưới đất đi, mua cái cây này về các bạn trồng dưới đất, ủ mẹ tài, thì các bạn đào hố cho cẩn thận, hạ cây xuống xem thấp hay cao cây so với cái hố, xong rồi bắt đầu từ từ nhẹ nhàng xé cái bịch này ra thì tốt nhất. Nhưng mà tránh cái việc xé cái bịch này ra xong rồi làm vỡ bầu. Còn bình thường không thì chôn cả bịch cũng được. Cái bịch này sau một thời gian là nó cũng mục. Còn nếu mà hạ cây xuống dưới đất rồi, dưới hố rồi. Rồi xem là cái khi nấp đất vào là cây nó có thụt xuống không. Nhưng bình thường chôn cao lên một tí. Xong rồi từ từ nhẹ nhàng xé cái bịch nó ra. Cây này là hôm nay đánh 3 cây đang quay cho khách rồi. Hôm nay nếu mà quay cho các bạn mà ở cái video của tôi thì các bạn chỉ xem thôi. Xem học tập cách đánh rồi cách trồng. Xong rồi những cái mà có kiến thức để phản biện. Hôm vừa rồi có mấy ông đánh cây, ông bảo bố tổ tiên sư mấy thằng khách lúc trồng thì cây nó nên nó sống cây, trồng cây trước bão ấy. Tổ sư nó nghe bảo đài mới báo với mấy thằng tiến sĩ trên mạng, nó bắt gọi mình đến để nhổ đào cây lên xong rồi bó lưới ra. Về nếu mà như cái này là ấy trồng nó cao lên, nó còn tùy trồng cao lên đến cái phần khắp gì cả thì thân nó đẹp. Có những người thích bộ độ quái với cả cái bệ thì anh nhìn cái bệ thì nó là cái cây to. Do ngày xưa là cây từ cái bụi lên này. Vào gần thì là cái hoa. Vườn này thì nói chung là nó vẫn bị ngập. Nhưng mà một phần là cũng không hiểu đâu. Nhưng mà một phần thì là nước nó rút nhanh. Cái thứ hai thì ở đây thì bảo là gần sông Hồng như này này. Cho nên nước nó mát. Chứ ở đây là cũng bị ngập. Nhưng mà ngập, nó hôm ấy nó ngập bên đây à? Ngập nhưng mà nó rút nhanh. Mấy cái thứ hai nữa là, thứ nhất là nó rút nhanh, cái thứ hai là bảo là nước sông Hồng ở đây nó mát. Bây giờ mà nhảy xuống sông Hồng mặc dù trời nắng như này nhá, nhưng mà với cái cơ địa của tôi một lúc sau là run. Nó lạnh ấy chứ không phải mát đâu. Còn nói cho các bạn là cái tầm này thì nói chung là lọc lá mấy hoa là một phần, nhưng mà các bạn kiểm tra cái thân. Người mua cũng thế, người bán cũng thế. Đấy, tôi kiểm tra rồi thì mới ấy. Cũng sợ bùa mẹ lên xong rồi giao cho khách xong rồi nó bị làm sao thì chết đi. Này, nói chung là nên kiểm tra ở phần gốc này này. Nhìn thấy chưa? Ra phần này dưới này này. Đây này nó xanh như này. Còn nó khô đét đèn đẹp thì lại không ra mấy. Vẫn sống này, quất đầy vẫn sống này. Nhưng mà cái tán dưới nó bị ảnh hưởng. Tán dưới này này nó bị ảnh hưởng.
Thế là thằng cu em nó chữa nhưng mà chả biết có ấy không. Năm nay thế nào thì bán rẻ đi hay thế nào thì tùy. Thế cái tán dưới này này ngập đến quá chỗ này. Đây các bạn nhìn thấy vẫn vết bùn này. Đây. Cái tán dưới này nó bị ảnh hưởng. Đây này, hầu như các cây này. Ở đây thì đây cái tán dưới này này. Nó bị ngập quá cái tán dưới. Ừ. Thì bán thì vẫn bán được nhưng giá nào thôi chứ còn. Ví dụ như là tán dưới này bây giờ nó đang hoa thì có kịp hay không. Đây tán dưới này. Cái tầm này thì như thế này các bạn bảo không bán được thì làm sao mà không bán được. Đây là nó ngập quá như này này. Cái tán dưới bây giờ sau khi ấy xong thì là nó vẫn ra hoa. Còn tôi bảo là nếu kiểm tra rễ xem nó thế nào thì kiểm tra thân, kiểm tra từ cái này này. Nếu mà bây giờ mà cái loại này mà nó hóa gỗ thì là chặt hết. Nhưng nó vẫn màu xanh đây, nhìn thấy chưa? Nói chung là các bạn xem nai thì nó sẽ bị cái hạn chế hơn so với là tôi ấy cho nên là tôi sẽ ấy chậm lại. Ở đây nha, nó ngay sông Hồng thế này. Nhưng mà được cái là ở đây thì nước nó rút nhanh. Nó ngay sông Hồng cho nên là nước sông Hồng nó rút thì nó rút. Thấy bảo nước sông Hồng là nó đang, nó mực nước nó đang tăng, để ra đây xem nào. Ngay sông Hồng đấy chứ. Ngay chân sông Hồng. Nhưng nó ngay sông Hồng nên là nước sông Hồng rút thì là nó cũng rút. Nó rút nhanh. Với nước sông Hồng là nó mát. Đây. Đây, bình minh trên quê hương tôi đây. Chết hết đây, chết dưới này, chết hết. Kiểu trồng thấp quá, chuối cũng chết. Nhìn chưa? Sông Hồng này. Ngay sông Hồng không ngập thì là cái gì ngập. Nhưng mà kiểu đây là nó lở hết cả bờ đây này. Nhìn thấy chưa? Nhìn thấy nở bờ chưa? Mọc miếc trôi xuống rồi đây này. Là mẹ còn bầu. Nhưng mà cái loại như thế này nhá thì ở đây thì có cái đặc điểm là thì nói thật ra là những cái này thì mẹ đến tận 20 mấy năm nó mới có một lần. Làm gì có mà rút kinh nghiệm. Làm gì có lắm đâu mà rút kinh nghiệm. Xong rồi có cái để mình tổng kết ra là tại sao mà thế đâu. Nhưng ngay sông Hồng như này thì có ngập. Nhưng mà ngập ở đây thì nó rút nhanh. Mấy cái thứ hai thì bảo nước sông Hồng ở đây nó mát. Đấy, cho nên nó không hại lắm. Còn tôi bảo với các bạn là khi mà bây giờ nhất là bão lũ như này ấy, thì đấy như thế này buộc dây buộc riếc có thể phải là nó cũng đẹp hơn không nhỉ. Để nguyên cái cọc kia trông nó buồn cười lắm. Cố định bằng dây. Đây thì đấy là có những cái mà nói với nhau là như thế. Thứ nhất là ở ngoài này thì nó gần sông. Thế là nó nước nó lên xong nó rút nhanh. Hình như một ngày. Cái thứ hai nữa là ở trong kia thì như vừa anh Tuấn thì bà ông bảo là ngập đến tận hơn chục ngày. Cái thứ hai nữa là ở đây nó cũng cao. Và cái nước này bảo cây là đẹp này nhưng mà cây nhà anh Tuấn này là cây nhà anh Hà Trường ấy. Cây nhà anh Hà Trường chết hết này anh. Ngay sông Hồng nhưng chỗ này nó cao. Hôm qua đấy, ngay sông Hồng nhưng mà chỗ này nó cao. Cạo vỏ là nó khô hết vỏ rồi mà cây nào mà không khô vỏ thì hàng đào mấy hàng bạch ấy nó khô hết. Đấy, thế em bảo nó lục lá như này là cây khỏe. Thế em bảo lạ cây nhà anh thì nó vẫn đẹp ấy. Ngay sông Hồng nhưng mà ở đây thì thứ nhất là nó cao. Đấy, ông mà bảo là nước ở đây nó mát. Còn kiểm tra nếu mà các bạn như ấy, kể cả người bán và người mua là phải ấy. Hình như ở cái này ấy, thì là cái thủy nó live stream xong nó bảo 3 triệu bao ship. Đấy thì các bạn chọn cái nào thì chọn. Còn tôi cũng ngại nói chuyện giá cả lắm. Nói chuyện giá cả nó ngại. Ngay bên kia kìa. Qua vườn anh Tuấn này. Bảo hôm ấy nói chuyện với cả anh. Anh ấy bên kia là anh ấy bảo là anh Tiến à? Ừ. Cây mà nó dòng ở trên này là nó mình vừa mới ra nó chết được lâu, nó vẫn
nhiều nhà để mà cây mà cứ ăn rễ ra nhiều này vừa rồi chìm chết. Những nhà mà cùng để một chỗ đất bằng nhau, người ta đánh lên bịch mới ra rễ, nước cạn ra bật lộc còn đẹp hơn là... Nên là hôm vừa rồi thì Tuấn bảo cưa bỏ bảo hỏng. Rồi sao cây nhà anh với cây nhà ông Trương không bị hỏng nhỉ? Đào với bạch như anh Tuấn với anh Trường là hôm qua chặt nhiều. Trường Tuấn lúc Tuấn nước cái đào to đấy gì? Dạ. Anh Tuấn ký thế đang tư khủng tay đắt tiền. Hôm qua kia Tuấn ra ngồi trong chỗ nhà Tuyến nghe uống nước thì kêu đen hết thân, tối hết thân. Đen hết mà. Vẫn bật lộc nhưng mà cạo ra kêu đen hết. Để đấy thì nó không chết luôn thì cũng 2 tháng sau cũng chết thì cũng... Hoa, cái form hoa của nó đẹp phết nhỉ. Đấy. Đúng rồi, chính ra cái form này mà đến lúc rét ra nó còn to lửa. Form này vẫn chưa chuẩn của nó đâu. Nhưng mà chết mình trên này thấy hơi lạ mà. Không mình cũng gì thế nào đâu, mình không nghĩ cái chết gì. Thơm phết nha. Anh đừng anh hỏi em mà thế mộc ở đằng này của nhà anh chết hết chưa? Mộc của anh bán cho mấy ông một cũng công chết hết chưa? Mà chết thế nào? Của anh xanh tươi tốt. Bảo chết hết rồi cho người ta buồn cho chơi. Anh tươi tốt rồi chết thế nào? Anh Huyền Nực. Anh Nực. Em bảo mày còn anh còn mày ở đấy nó thối rễ hết rồi. Gọi anh tưởng là giống cây nhà anh Tuấn không? Cây nhà anh Tuấn là chết hết rồi, chặt hết đi. Còn anh còn mày. Cái form này nha, form này cái màu này thì là như thế này là cũng khá chuẩn rồi đấy. Những cái form này nó còn ấy nữa. Form này nó còn to nữa. Tức là cái độ to của hoa ấy. Ôi giời ơi, thế này chưa phải đẹp đâu. Tầm tháng nữa thì các bạn nhìn nó mới ghê. Mẹ lúc ấy, thứ nhất là cái thời tiết nó đẹp ấy. Chứ còn tầm này vẫn chưa đẹp đâu. Mẹ cái form hoa, cái tầm tháng nữa form hoa nó to hơn thế này nữa. Đấy. Mà lúc ấy nó trời nó lạnh lạnh nó se se, từ lá từ cây nó khỏe, hoa nó khỏe. Đẹp ghê gớm luôn. Nói chung cái form mấy cái màu hoa hồng cổ Sa Pa này nó cũng đẹp. Đây, cách đánh bầu mấy các thứ đây. Cây này của nó rễ nó mới ra nó mới tôm tôm chưa. Chưa phải nài đâu, tầm tháng nữa. Còn đẹp thì sau từ một tháng nữa đến qua Tết thì hoa hồng nó các bạn nhìn lúc nào cũng phải từ như thế này trở lên. Đây nó mới vào mùa thôi. Trồng cả bịch ra cây đổ còn dựng lên được, còn không bị chết thôi, không tháo bịch ra cây đổ là mưa bão. Kể cả ví dụ như là hộ gia đình người ta trồng ở bịch như này, người ta thích chuyển đi chỗ loại chỗ kia thì không sao. Nếu như thế mà những cây công trình mà gặp bão mà đổ vật kiểu đấy là vỡ, chết, vỡ gốc vỡ chết luôn. Chết luôn tung bầu luôn, tung bầu chết luôn. Để có cái bầu thì nó đổ xuống, nó còn cái bầu đỡ. Đúng thì rồi. Sao dựng lên thì nó còn sống, còn không phải mua cái mới. Nói chung như bọn này là cái vải ấy thì là nó dễ nó ăn ra được. Còn nếu mà các bạn mà cho cây vào trong cái bao tải bao tiếc này là ví dụ như là tí nó quấn bầu quấn biếc, không phải quấn ở đây nhưng mà có cái bọn nào mà nó dùng cái đi trồng mà công trình mà ví dụ bọn em có dùng cái bao tải này thì phải tháo ra. Tình mà gặp bão kiểu này bọn em lại dâng lên được. Đúng rồi. Nhưng mà không có cái đấy nhá. Có cái bầu này để chuyển cây đi cho thích thì lại chuyển chỗ khác. Trồng cây công trình cho khách thấy trồng nhà người ta trồng đổ hết cả cây bị đổ cây bị bọn nó nói nên nó bắt cái thằng công trình đấy là đến đào cây lên và tháo lưới ra giải nó. Trời loạn xì ngậu lên. Thằng ấy nó cũng bực mẹ tổ sư mấy thằng ngu cứ bảo nhau. Mà nói thì mình bây giờ nói là không nghe. Toàn mấy tiến sĩ mấy cái gì ấy. Hôm trước cũng thế. Ủy ban nhân dân Hà Nội truy tìm nhà thầu thi công cây xanh mà trồng cây nguyên lưới. À, từ trước đến nay thì nó cái chuyện này không sao, nhưng mà bình thường mẹ cây xà cừ ở tôi nó to cả bằng mấy người anh này mà nó vẫn đổ hết vào mộ của các cụ kìa. Nhưng mà nó đổ thì nó vẫn đổ. Mẹ nó còn to tướng tưởng tượng, nó bằng mấy người đổ hết vào mộ các cụ. Nhưng mà bọn dở hơi cứ có việc là bọn nó vô công rồi nghề, nó ngồi nó không phải chuyên môn thì thôi. Mẹ đéo hiểu về cây, đéo hiểu về trồng cây, cứ lên mạng nói.
nói thì mác danh tiến sĩ mấy các thứ, toàn tiến sĩ về sinh đẻ có kế hoạch, cứ động vào về cái vấn đề trồng cây là mẹ gì bầu biếc thì đã bảo rồi. Còn nếu mà các bạn mà trồng cái cây này xong rồi không có ý rời đi nơi khác ấy, tức là bây giờ nha, ví dụ như là cái nhà của ông khách kia ấy, ông ấy trồng nguyên cái này, cuối năm ông thích chuyển cái cây này đi đâu hoặc tặng biếu hay là ấy, thì ông ấy để nguyên cái này, để nguyên cái bầu này, trồng xuống dưới đất để nguyên cái bầu này, để đến cuối năm hay một lúc nào đấy ông ấy chán khung cảnh này, bố muốn trồng vú sữa cơ, thì ông ấy đào cái cây này lên nguyên cái bầu này để ông chuyển ra nơi khác, thì cây nó vẫn sống mà nó tiện, còn dễ nó vẫn ăn ra, dễ nó ăn già loạn lên chứ. Còn cái mà lưới ấy, mắt lưới ấy, cái lưới mà nếu mà các bạn khi mà người ta cái hội đánh cây hoặc là như bọn tôi ấy cũng biết là cái lưới nào cái mắt nó đủ to đấy, còn mắt nó khít quá ấy, thì là nó hạn chế. Anh để nghiêng mới đẹp này, em về đằng đấy kia. À, đấy em về đằng kia nhá, anh để nguyên này đấy. Đấy, phải nông dân phải kết hợp cả làm thương mại như này chứ. Ừ, lại về bên kia. Mấy ông giáo sư tiến sĩ về cái chuyên ngành cái sinh đẻ có kế hoạch nên mạng tranh cãi về việc trồng cây, bị mấy ông phản động ông ấy dắt cho quay ra. Đẹp hơn không? Cũng có đẹp hơn đấy. Phải mang xuống dưới sông Hồng kia nó còn đẹp nữa. Thôi thế này được rồi. Không à, đấy. Ừ đấy. Đây là nhà mình có hồng cổ Sapa cực kỳ đẹp này. Rất là đẹp luôn, xuất sắc. Rồi anh ơi. Ba cây này hết buổi sáng ấy nhỉ. Cái này là đánh cho khách. Báo giá thì hôm cái Thủy nó livestream thì chả ai mua. Đấy lúc tôi bảo là cái tâm lý của người mua hàng cũng thế này. Tâm lý mà khi mà quay nó nguyên như thế này thì là các bạn bảo là mình hôm nay không mua thì ngày mai nó vẫn còn đấy ấy. Còn khi mà đánh như thế này thì ai cũng hỏi giá mới mua. Ừ. Đây còn cái này là tí nữa là lấy cây này là để ấy tán. Không, cái này là hình như cái Thủy nó bán 3 triệu. 3 triệu bán lẻ, 3 triệu bao ship. Còn nếu mà tức là ship hôm ấy thì tôi nghe thấy phong thanh như thế. Chứ không đến 4 cổ. Mẹ cái loan kia nó không ấy gì, nó cứ phá hoại việc làm ăn. Kiểu anh mới sợ là anh báo 3 triệu bao ship đã thấy đắt rồi cho nên anh không báo giá. Đấy, nhiều anh em xem livestream này bảo cây này chỉ 500 mấy cả gì ấy. Thì biểu báo giá thiệt định. Nói về cái vấn đề là cái vấn đề mà giá cả ấy. Hoặc là ấy tối nay thì là định nói về cái vấn đề là người tốt thì là khó giàu. Mày đến đây nó trò thật đi chưa? Cho cái đấm nhỉ. Nói chung là khi mà như bọn tôi ấy, là quý nhau mới cho. Những người dưng người rỡi thì cho đéo gì, nên mạng thể hiện làm gì cho nó mệt. Bố mẹ còn chả cho được, cái mẹ cái người dân nước lã thì cho. Ở đây nói chung là trồng cây ra còn bao nhiêu chi phí. Thứ nhất là tiền thuê ruộng. Bình thường ở đây thì bao tiền một xào tiền thuê hả anh? Có đến 10 triệu không? Ở đây á? Vâng. 5 triệu thôi à? 5 triệu nhưng mà ở mình là triệu 1 triệu à? 1 triệu một xào một năm. Nhưng từ cái đợt mình thuê lâu lắm. Như cái ông hôm trước ông lấy hoa hồng ở bên anh Hoàng Tiến, anh ông bảo là 10 triệu một đấy cơ. 10 triệu một xào một năm. Một năm đúng không? Ở cái mạn này kia là 10 triệu. Cái mạn đằng nhà Hiền Tổ đấy là đấy. Hiền Tổ thuê đấy là 10-11 triệu một xào một năm đấy. Chứ còn cho làm sao được. Cái thứ hai nữa là ngay cái vấn đề công như thế này. Khi đánh là cũng công. Đây là tự làm thì nhưng mà thực ra nếu mà bây giờ bảo tự làm mà không tốn công thì cũng không phải. Bây giờ không tự làm như thế này, tao đi làm cho người khác thì tao cũng phải có tiền. Cho nên ai cho được. Mẹ lên mạng toàn xem người ta tốt quá cho nên là bây giờ cứ phải đánh đồng. Cho làm sao được. Công đánh, công điếc. Tiếp kia cũng phải mua. Tiếp kia cũng phải mua. Đây thì anh đấy. Cái miệng túi này.
ở đây thì làm sao mà ấy được. Mẹ cái chuyện mà nó úng với cả nó lụt thì bao nhiêu năm mới có một đợt chứ. Miền Bắc mình từ năm, hình như là từ cái năm 2008 này, xong cái năm 71 à, năm ngập ác nhất. Đấy, bao nhiêu năm rồi. Thì thi thoảng nó phải chôn chôn mình như thế thì mình mới biết quý trọng. Nhưng có phải là nó cứ thuận buồm xuôi gió thì con người ở hạnh nơi hạnh phúc quá thì nó không quen cái nơi bất hạnh. Nên thi thoảng nó phải có trộn đến buồn vui mới, nó mới là cuộc đời. Nhưng nó có thuận cảnh suốt đi thì mà con người ta, ví dụ như bây giờ bộ giới trẻ người ta ấy lắm. Giới trẻ bây giờ chịu làm sao được đau đớn. Mới có bố mắng một tí đã tìm nơi chữa lành. Bản thân có vị thế đéo nào đâu mà cứ đi chữa lành. Nói chung là như cái này hạ xuống đất xong rồi xé đi thì cũng được, thì nó phát triển nhanh hơn. Tức là các bạn phải hình dung nhá, bây giờ về các bạn là có những cây như này rồi, là các bạn đào hố sẵn, đúng không? Đào hố sẵn, hạ cây xuống để ước lượng xem là hạ cây xuống, ước lượng xem cây. Còn nếu mà trồng nhá, thì các bạn trồng cao lên một tí. Ví dụ như các bạn đào hố thì đặt cái cây xuống nó vừa phải tầm này này, xong về sau đất nó lún xuống là vừa. Chứ các bạn mà vùi nó quá như thế này à, là thành nó vùi sâu thì là nó vừa phí cây ấy. Thì các bạn cứ trồng cao lên như thế này này, xong rồi sau khi tưới là nó thụt xuống là vừa. Khi mà đào hố nhá, xong đặt cây xuống ước lượng xem nó cao hay thấp rồi. Cái phần cao thấp này nó cũng quan trọng đấy. Xong rồi xem cây nó ngay ngắn hay chưa, để lay cây cho nó cân, nó thẳng. Nhưng đôi khi có những ông mẹ đặt cây xuống xong không để ý, xong rồi có các cái hố mà các bạn cái phần đít hố ấy nó không được bằng phẳng này, đặt cây xuống xong nấp đất vào, xong rồi thấy một lúc sau lại cái thân nó đang thẳng như này, nó nghiêng mẹ đi. Cái thân này là một phần nha, nhưng mà các bạn phải xem cái tán nữa, tán với cái cây ấy. Đây ví dụ như thế này đây, ví dụ như các bạn đào hố nhưng mà cái phần chân, cái phần mặt hố ấy nó không thể ấy, thì là sau một thời gian là xong rồi, khi các bạn đào xong các bạn nấp xong là cây nó bị nghiêng mẹ như này. Đấy, cây nó bị nghiêng như này. Cái tán này xong cái thân nó bị nghiêng. Thì các bạn phải sau khi hạ cây xuống lúc đào hố ấy, nó để ý một tí chậm thôi. Không phải là chuyên gia, hoặc kể cả là chuyên gia thì cũng chậm thôi. Còn đôi khi là người ta làm chậm quá thì các bạn bảo là mẹ mày cứ làm chậm để mày lấy công ấy. Nhưng đôi khi cái giai đoạn này là chậm thôi, không là mà đào hố mà hất cây xuống thì nó cũng sống thôi, cho cây xuống còn vùi là nó cũng sống thôi, nhưng làm sao nó còn phải đẹp nữa. Đấy, cho nên là khi ấy là phải cân xong rồi cái phần hố ấy đặt cây xuống ấy nó vừa phải thôi, đừng sâu quá. Cao lên thì ví dụ như cao lên thì mai sau thì cái phần bệ này, như tôi nói đấy, tùy thì sở thích nhá, có những người để nguyên cái bệ như này, nhưng mà theo tôi thì các bạn nên nấp đất lên trên như này để được cái thân nó đẹp như này. Đấy, thì nó sẽ giảm cái phần thoát thân. Còn bình thường anh em chúng nó bán cây, chúng nó toàn đo cả cái phần này, thì nó được cái gốc rất là to. Nhưng bình thường đến bây giờ cái thủy nào nó bỏ qua hết cái phần bệ này này, một gang tay chứ có ít đeo đâu. Nó chỉ đo cái này thôi, gọi là thân thôi. Cây nào cũng bị. Cái vấn đề này là do là ngày xưa nó là cây bụi ấy, xong rồi phá hết những cái ấy đi để nuôi một cái thân chính thôi. Đấy là cách làm một cây thoát thân như thế. Còn hàng này là hàng nguyên bản. Còn nói cho các bạn để phân biệt nguyên bản hay không thì các bạn xem cái mầm gốc. Đấy, những cái cây như này thì các bạn trồng cao lên. Còn tôi cũng kiểm tra hết rồi đây này. Đấy, lúc nãy cũng có nói với các bạn đây này, là về các bạn kiểm tra bằng cái phần mầm gốc như này. Nếu nó còn sức sống, nó còn xanh như này là cây nó khỏe. Tán kích thước tán này á, tán này nếu mà bình thường nó tầm mét rưỡi, cái khung này là khung mét rưỡi này. Đấy, còn hai tay xòe ra nó bằng chiều cao. Thì nếu hai tay mình từ cái đầu này mới đến cái đầu kia của tay, nó là bằng chiều cao mình là 1m6. Cái tán này này thì bên này nó là 1m5 này, không tính cái thò ra nha, nhưng là làm cái khung này là 1m5 này. Đây này, từ cái này này, từ cái này đến cái này nó là 1m5. Còn có những cái nó thò ra thì có thể là 8m6. Đấy, 8m6. Nó thò ra nhiều, còn đây là làm khung thì để cho nó ấy là mỗi bề như này là 1m5. 1m5 mà nhân với cả 2 để nó ra diện tích ấy, thì nó ra là 1m5 nhân 1m5 thì bao nhiêu mét vuông này. Các bạn phải ước lượng cái. Chứ còn cây này nếu mà vào khu của các bạn thì nó cũng là cây to đấy, không phải dạng vừa 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 đâu. Các bạn hình dung chưa?
cái khung này này làm là toàn mét rưỡi đấy. Còn nói đang lúc ấy là đang bảo trồng dở, thì nếu mà để cho cây phát triển tốt nhất ấy, phát triển tốt nhất thì là các bạn cứ đào hố xong hạ cây xuống yên vị, xong rồi xem là tán mấy các thứ nó cân chưa, xong rồi từ từ mà xé cái bịch vải. Nhưng mà để như thế thì nó phát triển tốt nhất, là giống như kiểu ngày xưa mà bây giờ muốn trồng cây là phải nhặt hết ở trong hố chỗ trồng cây ấy, sỏi đá rồi gạch rồi những cái nó khó phân hủy như là túi bóng ấy. Nhưng mà nó lại bị một cái bất hợp lý, hoặc là một bị cái hạn chế là khi ví dụ như các bạn đang trồng cái cây này nhá, ở chỗ này, mà bây giờ các bạn muốn cây chỗ ý là trồng cây khác, thì các bạn lại phải thuê thợ khác đến để đánh bầu, xong rồi buộc vào, xong rồi như cái bầu này thì các bạn chuyển ra. Còn nếu mà để các bạn chôn cùng cái này ấy, mà các bạn thích chuyển đi đâu thì chỉ đơn giản là đào cái hố nó rộng hơn, xong rồi nhấc cái cây này lên. Đấy. Còn nếu cẩn thận nữa thì là đánh bầu nó rộng ra thì nó quá là yên tâm luôn. Mang cái này đi trồng đâu cũng được, mà nó có đổ hay có gì đấy thì nó có bầu này thì nó không bị vỡ bầu, cây sống nhăn ra. Còn tất nhiên là khi có cái này thì nó sẽ ảo dại, nó sẽ dù ít dù nhiều, nhưng ít thôi là ảnh hưởng đến cái vấn đề rễ nó sinh trưởng. Còn nếu mà các bạn muốn cây nó phát triển tốt nhất thì khi hạ cây xuống dưới cái hố mà các bạn đào sẵn ấy, xong rồi kiểm tra xem thẳng chưa, xong rồi cao chưa, vừa phải chưa, thì các bạn bắt đầu từ từ nhẹ nhàng xé cái bịch này ra. Đấy, xé cái bịch này ra. Còn cái loại này là bịch kiểu gọi là tên của nó là bịch gọi là túi vải không dệt. Đấy, túi vải không dệt. Nó xuất phát từ bên Trung Quốc cũng lâu rồi, 10 năm. Mày toàn đọc ở đâu ấy, mình phải biết thì mình mới nói. Còn các bạn có thể, còn cái này ấy, còn cái này ấy là có thể là đây, bây giờ kể cả đây là nó cũng dễ nó ra. Loại này dễ ra. Nếu mà để ở trên mặt ấy thì nó nâu phân hủy hơn. Nhưng mà nó cũng ấy đấy. Bây giờ mà nhấc mạnh là nó ấy, dễ nó vẫn ra bình thường. Còn tất nhiên là tôi bảo với các bạn là tốt nhất thì để mà cây phát triển tốt nhất thì mẹ cứ như trong cái hố các bạn trồng ấy, nhặt từng viên đá, từng viên sỏi, từng cái mái ấy một, những cái túi bóng, túi biếc, ly lông, ly niếc, đúng không? Nhặt đi làm sạch đất. Thì cái loại này nếu mà để cho cây phát triển tốt nhất thì các bạn xé từ từ thôi, không có vỡ bầu. Nhưng nó bị cái hạn chế là khi các bạn muốn chuyển cây đi là các bạn lại phải đánh bầu. Còn cái loại này á, các bạn trồng xuống, nếu các bạn muốn chuyển đi chỉ cần nhấc cây lên là được. Nó tiện. Đấy, nó tiện như thế. Còn trong vòng khoảng tầm 2-3 năm, 3-4 năm thì dễ nó cũng chưa thể tòi mạnh được ra đâu. Đấy, còn cái vấn đề mà nó tòi mạnh ra thì tự khắc cái túi nó đã mục con bà nó rồi. Cái túi vải, đây gọi là cái túi vải. Túi vải không dệt, nó đã mục rồi. Nó để trên mặt này thì kiểu nó khô ấy. Thì cái tốc độ của nó là nó mục lâu. Nhưng mà nếu mà trồng dưới đất là nó mục nhanh. Cái loại này nó không phải như ni lông, để mà nghìn năm nó không phân hủy. Các bạn hình dung chưa? Đấy, còn nguyên tắc như bọn tôi đấy là cái của bọn tôi là chuẩn rồi đấy. Mẹ bao nhiêu năm chứ có phải là như mấy tiến sĩ, mấy giáo sư về sinh đẻ có kế hoạch ở trên mạng, xong người ta can thiệp cả cái vấn đề trồng cây đâu. Mấy mấy năm, bao nhiêu năm trồng cây, hiểu cây nó như hiểu mình rồi. Trong vòng 2-3 năm thì cái rễ là nó chưa phát triển, nhất là với dòng hoa. Thì cái rễ nó không như cây công trình được. Cây công trình thì lại phân ra như ở các cái bài báo các thứ ấy là nó có mấy loại lưới. Lưới nếu mà mắt nó thưa thì rễ nó vẫn phát triển, nó thoái ra bình thường. Còn rễ mà cái lưới mà nó đan mắt lưới nó bé ấy, thì tùy theo các bạn nới. Nhưng bình thường là anh em trồng công trình là người ta để nguyên lưới. Nếu mà 3 lớp lưới hoặc 2 lớp lưới người ta mới tháo ra để một lớp. Đấy, để như thế có vấn đề gì, ví dụ như đổ cây thì dựng lại một phát cây vẫn sống. Nhưng không có cái lưới nhá. Khi gió bão như này là cây nó đổ một phát nó vỡ bầu luôn. Là cây khi nhấc lên toàn đất. Nhưng mà có nguyên bầu như thế, các bạn xem những cây ở trên báo, trên trí, những cây đổ đấy, bầu nó còn nguyên. Mà tôi bảo là trong cái vấn đề trồng cây là cái bầu là quan trọng nhất. Bầu là quan trọng nhất, giữ được bầu thì cây nó vẫn sống. Vỡ bầu thì cái bầu nó giống như kiểu là ấy, như này là cái bầu nó ở trong cái túi này. À, nếu các bạn xé túi đi thì tôi bảo cẩn thận, không xé từ từ nhẹ nhàng không nó vỡ bầu ấy.
vỡ cái bầu đất này này, trông vậy thôi mẹ, cái bầu quan trọng lắm đấy. Đấy, còn cái vấn đề mà sau bão lũ là tranh cãi toàn bọn giáo sư tiến sĩ đéo gì, chả biết mẹ gì về cây, nên mạng tranh cãi loạn. Mình thì mình không nói, mình từ hôm ấy mình có nói đéo đâu. Trong cuộc sống thì đấy, những chuyện ở Việt Nam mình nó bị cái triệu chứng ấy, không biết bao mấy năm nay rồi, toàn bọn nó biết thì nó cũng nói, mà nó không biết nó cũng lên mạng nó nói tranh cãi loạn xính ngậu. Nó để nghỉ cái để lấy nước uống. Nói chung là toàn ấy đấy chứ, mấy ông phản động, nhưng mà chính bọn ấy nó lắm người theo dõi. Mình thì mình ít người theo dõi ấy, cho nên là nói thì thành ra cái sức ảnh hưởng nó ít. Chỉ có khi tôi nói như thế là kiểu những anh em gần mình ấy. Ngày xưa mình bảo là cái vấn đề mà Việt Nam vô địch, mình nghe ức chế kinh khủng luôn. Mà từ bé đến lớn cứ xem bóng đá xong rồi toàn bị kích thích, xong rồi bị anh em với cả cô dì chú bác ông nhiếc các thứ cứ Việt Nam vô địch. Mình bảo mẹ các ông cứ nói Việt Nam vô địch như thế, các ông cứ đề cao mình thế nhỉ. Đá với Lào với Campuchia thì Việt Nam vô địch, đá với Hà Lan hay Đức hay là Nhật Bản đi, vô địch mấy ai. Mấy ông hôm mình nói cái vấn đề, ông ấy bảo là đấy là chỉ là động viên với thế nọ thế kia. Mẹ người ta bảo là khiêm tốn bao nhiêu cũng không đủ, tự kiêu một chút cũng bằng thừa. Thế là từ đấy ở xung quanh tôi là không nghe những cái từ Việt Nam vô địch nữa ấy. Việt Nam vô địch với Việt Nam vô đối. Vô địch tức là không có địch thủ ấy. Bố cái gì, bố chiến thắng mọi kẻ thù mới gì ấy. Nhưng ngày xưa xung quanh tôi toàn Việt Nam vô địch. Nhưng sau khi mình nói với cả mình ấy, mà tôi mà gặp những thằng nào mà nói Việt Nam vô địch là tôi tóm cổ luôn. Kiểu mình ấy xong là mình kiểu bị cái kiểu mà nó cái tâm lý theo kiểu tự kiêu ấy. Mấy cả đối diện ấy, Việt Nam đá bên Lào chăng nữa, mẹ cứ Việt Nam vô địch, thuyết minh ra tiếng Lào một cái người ta bảo à, thằng Việt Nam chưa gì, nó mới thắng được hai trái nó đã vô địch vô điệp, nó coi mình không ra một cái gì. Xong rồi mẹ đá bóng với Thái Lan thì cũng ăn nẩu Thái, mấy cả đánh đá với Malaysia thì ăn thịt hổ mấy thế nọ thế kia. Nó mà nó nói như mà cái tiếng Việt mình mà dịch ra thì nó bảo ăn thịt con rồng cháu tiên mấy thế nọ thế kia, các ông có ức chế không? Cứ ăn nẩu Thái như kiểu là ăn được luôn ý. Mà đá bóng nó cũng chỉ là cái thể thao, cho những cái ấy vào làm đéo gì, đúng không? Tôn trọng đối thủ cũng là tôn trọng chính mình. Thắng không kêu, bại không lản. Chưa thắng đã kêu rồi nhỉ. Còn tôi nói cái vấn đề này thì nó cũng hơi nan man, nhưng mà kiểu cũng nói bao nhiêu năm. Còn bây giờ là buộc tán, xong rồi cho các bạn nghỉ, có 3 cây thôi, 3 cây. Còn với người Việt Nam mình đấy, kiểu vậy. Và mình nó cũng vì như thế, có những cái tâm lý như thế, cho nên là cái tâm lý mấy cái đặc tính của dân tộc như thế, cho nên là mình đéo ngán thằng nào. Khi đánh nhau mấy các thứ, khi chiến tranh các thứ ấy, Việt Nam mới khác ngay. Còn như Thái Lan hoặc là như các nước khác thì không tự cứu mình được. Việt Nam có cái kiểu như vậy, cho nên là có cái mặt cái đéo gì nó cũng có mặt tốt mặt xấu ấy. Việt Nam theo kiểu như thế, cho nên là kẻ thù Lào cũng đánh thắng ấy. Nhưng mà nói chung là cái ý mà ở trong cái vấn đề mà trong cái thời điểm này, bây giờ không còn chiến tranh bằng nắm đấm nữa rồi, chiến tranh bằng kiểu kết hợp với nhau ấy, phối hợp với nhau để cùng thắng ấy, gọi là cơ chế win-win à, đúng không? Ngày xưa là cứ chơi chiến tranh là hoặc đấm nhau ấy, thằng chết thằng đi tù, thằng thắng thằng kia thua, thằng vui thì thằng buồn, đúng không? Nhưng bây giờ thì theo cơ chế gọi là hợp tác làm giàu, xong rồi win-win thì không nên có cái tư tưởng ấy. Nó vì có cái tư tưởng là Việt Nam vô địch, cho nên là kẻ thù Lào cũng đánh thắng, đúng không nhỉ? Nhưng bây giờ là cái hợp tác như này mà mình cứ giữ cái quan điểm như thế thì người Nhật, người Hàn, người ta, nhất là ông, các ông bây giờ đi ra ngoài đi làm thuê mà theo cái tư tưởng thích thì nghỉ mới thế nọ thế kia là không tồn tại được. Người ta phải có cái học, cũng phải có những cái học chứ, trong nhất là trong cái giai đoạn này. Học người Nhật đến đâu cũng phải gặp đầu. Việt Nam mình thì đi xin việc với các thứ hoặc đi ra ngoài đường cứ theo cái quan điểm là mày biết bố mày là ai không, cứ đi tìm bố nhỉ, bao nhiêu năm ấy, đúng không?
Bây giờ ông đầy những ông cứ ra ngoài là tìm bố. Ra ngoài đầu. Thực ra cái câu ấy không phải người ta tìm bố. Đấy, đúng không? Mày biết bố mày là ai không? Thì chỉ Việt Nam thế chứ. Ở ngoài ví dụ Nhật kia các thứ không biết nó có manh động như thế không. Theo kiểu là cái tâm tính của người ta là cúi đầu. Người ta hiểu cái nhảy. Ngày xưa ông bảo ấy, ngày xưa ông đọc được ấy. Cúi đầu là bông lúa, ngẩng đầu là cỏ dại. Bông lúa nó có giá trị, còn cỏ dại người ta nhổ đi. Cho các ông nghỉ đây. Tôi ấy, tôi uống nước nữa.